Ủa cái ra nó được. Rồi, ok. Con cá làm ra con mắm mà. À, giờ trong già thương lắm mình ơi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Hợp đang có mặt tại nhà ông Hai, sống với vợ của mình, một người vợ đặc biệt trong một cái căn chòi một nát. Cũng như hôm trước Bùi Hồ và anh Hợp có thông tin với cô bác quý anh chị là ngày 29 tháng 2 âm lịch là ngày hôm nay thì sẽ tiến hành dỡ nhà cũng như là lấy ngày khởi công để sửa lại cái căn nhà mới cho ông Hai cùng với bà cụ là vợ của mình khang trang hơn. Anh Hợp ơi, thì ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm cái công đoạn gì hả anh Hợp ha? Hôm nay cũng chủ nhật cũng khởi công lấy ngày cho ngày tốt 29. Vô dọn dẹp chút đỉnh rồi xong rồi mới tiến hành làm không? Dạ. Hôm trước thì coi là ngày 29 nhưng mà ngày chủ nhật là ngày các anh thợ hồ phải nghỉ. Thành thử là hôm nay thì anh Hợp cùng với lại hai chú có mặt ở đây để dỡ những cái vách nhà cũng như là gom những cái đồ để mà cho đồ đạc cho nó gọn lại. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây cũng với anh Hợp đến đây lại bắt gặp một hình ảnh khá là dễ thương. Đó là ông Hai đã dỡ ra những cái phần những tấm bạc ở bên hông nhà dỡ ra rồi và đã nấu cái phần cháo cho bà Hai ăn. Và thôi anh em mình vô đây rồi để nói với ông Hai tiếng để anh Hai biết, ông Hai biết anh làm á, sợ ông Hai ông lớn tuổi. À, chào ông Hai. Dạ. Đây là anh thợ nè nha ông Hai. Này là anh thầu anh thợ anh nhận làm cái nhà của mình á. Dạ. Rồi đút cháo mau hết. Là sáng nay ông Hai là phải đút sớm để cho thợ lại sửa nhà hay sao? Rồi giờ nay giờ cái cổng này trước. Chưa cổng này ngủ không? Anh Hợp tính sao? Thôi ra giờ này ra ngoài không được đó. Giờ cái cổng này ra ha. Ừ. Thường thì bà Hai sẽ ăn sáng là khoảng lúc 10 giờ trưa. Thì ngày hôm nay thì lật đật ông Hai phải đi dỡ dớn sớm nè. Rồi sau đó là đút cho bà Hai ăn để mà các anh các chú lại đây để mà dỡ cái ngôi nhà á. À, cái này mình dự định là làm mấy ngày xong anh Hợp? Khoảng tranh thủ 4 ngày cho ông Hai về cho ông mua gió. 4 ngày là xong hết hay là chỉ xong phần hồ thôi? Xong hết. Xong hết luôn hả? Ừ. À. Ok em quay cái cảnh ông Hai đút bà Hai ăn anh Hợp thấy sao? Ông ăn nữa không ạ? Con cá làm ra con mắm mà. Ừ. À, giờ trong già thương lắm mình ơi. Mỗi lần là ở đây là gặp ông Hai đút chị ạ. Đúng rồi. Quá nhiều cái bánh ô. Nhanh á, ông Hai đút cho bà Hai ăn nhanh vô. Nhiều không nổi. Ăn nút vô. Ừ. Ôi trời đó. Cái anh coi là ông Hai là cái khăn lau miệng cho bà Hai này nha. Đấy. Tổng tượng. Bà dĩ ăn bự rồi nhưng mà mai không cho ăn thịt nữa. Mai không cho ăn thịt nữa. Thịt báo ăn như ăn bị nút rồi. Bị sảm á. Nhai nhiều như cháo vậy. Lát nữa mình dỡ phần này ra, dỡ mấy tấm màn dọn như vậy cho ngay xong. Luôn. Khiên luôn ha. Ừ. Thôi bây giờ anh ông Hai đút xong rồi để cho bà Hai. Rồi bà lát nữa bà Hai ở đâu? Đây còn bình thường. Bình thường cứ lấy chồng mày lại ngủ điểm ra đi. Ừ. Vô tiếng vô bọng mày đẩy cái tủ đẩy trên cái giường này khiên luôn không Hai? Ừ. Ông Hai rất là dễ thương, là hôm trước là ông Hai hỏi là với bà Hai hỏi là các anh thợ có ăn uống gì không để ông Hai biết, ông Hai kêu. Nhưng mà ở đây là các anh thợ đều chủ động hết nha cô bác anh chị. Tại vì nhà anh Hợp thì cũng gần ở đây nên là nữ là mọi việc từ việc ăn uống là các anh thợ các chú đều chủ động hết. Thôi bây giờ để tranh thủ thời gian đó Hợp, thì bây giờ em sẽ cho anh gửi cho anh ứng trước 10 triệu ha. Rồi sau khi mà ngôi nhà xong thì mình sẽ hoàn thành cái số tiền còn lại ha. Dạ, anh đếm lại giùm em. Rồi đúng không? Dạ, đây em nha. Công trình này là gần nhất hồi đó giờ làm anh Hợp, sao nhộn nhất hả? Thấy nhà thấy thương quá ha.
Thôi để cho anh Hợp làm. Rồi, cứ chỉ đạo. Dùng cái qua đó bên đây. Cô báo quý anh chị thấy ngôi nhà này không có cái gì quý giá cả ngoài hai cái chiếc giường. Dạ, bây giờ thì có hai chú ở lại đây để dỡ cái ngôi nhà nè. Điện tắt điện nha anh Hợp ơi. Hôm nay là chủ yếu là giờ nhà đồ đạc ra rồi lấy ngày thôi, chứ làm thì ngày mai là thứ hai mới làm. Sau khi mà Bùi Hồ chia sẻ hình ảnh về hoàn cảnh của ông bà cụ sống trong căn chòi á, thì rất là nhiều người, rất là nhiều cô bác quý anh chị quan tâm về cái cuộc sống của hai ông bà, thậm chí là rất là nhiều cô bác quý anh chị sống ở nước ngoài á, ngưỡng mộ về cái tình cảm hai ông bà. Dù nghèo nhưng mà vẫn có nhau. Nói nó rằng là bà hai là chắc kiếp trước có thể là tu dữ lắm mới gặp được ông hai á. Chìa khóa xe ông hai ơi. Rồi, ông hai còn chạy xe được đó nha cô bác anh chị. Dạ, chạy xe gắn máy nè, xe này ông hai chạy nè. 85 tuổi nhưng mà đôi mắt ông hai như sáng lắm. Sáng. Muốn tiếp thêm cái rồi chưa bà cụ. Ê, bà cụ đóng cái giấy này đâu mở ra em ừ đúng rồi thuốc ở trên này nói gì nữa hôm trước là cái ôi ông hai con khô nè về cái nữa cho nó ấy rồi gì không coi chừng trúng bà hai nha anh, bà hai không thấy được. Ngôi nhà của ông hai á, cô bác của chị ở bên đây nè, em quay ở bên đây là được tráng xi măng thôi nha, còn ở bên đây là không có làm gì cả nha, có tiền nhiêu là ông hai cứ làm nhiêu đúng không ông hai? Trời ơi, dập đất nè cô bác của anh chị. Gác nè. Kinh khủng không? Sống môi trường như thế này mưa gió xuống là ẩm thấp lắm. Nay thợ lại dọn nhà mừng không ông hai? Mừng dữ lắm chứ. Coi chừng gớt vàng ở dưới ông hai. Mấy chỉ á. Coi chừng vàng gớt dưới có để dành vàng ở đâu không? Có cất vàng đâu không? Không. Vàng đâu mà cất. Do. Cái này là phần nền này đó. Là sau khi mà dọn ra xong hết thì anh Hợp sẽ cuốn lên ba tấc là xây lên ba viên gạch đó. Rồi sẽ dán gạch men nha cô bác anh chị. Thì phần tôn này anh Vũ cũng sẽ làm lại hết và giữ lại những cái khung này thôi. Dày những cái cây cột này giữ lại nè, còn những cái cây đố là anh Vũ anh sẽ thay hết luôn, giữ lại cái phần mái ở trên. Tại vì ông bà cụ thì cũng lớn tuổi rồi, mình chắc chiêu mình làm sao mà cho nó tiết kiệm nhất có thể để mà ông bà có còn có một cái số tiền để mà dưỡng già nữa. Mình ra để đây. Ông ra đi. Rồi tôi cháu làm cho. Mình ra để đó. Ra để đây đúng không? Để bữa nay là nấu ăn ở đâu? Em quay lại đây nha. Đây. Là quay lại cho cái này là cái mẻ. Đây nè, đúng không? Đúng bài không? Rồi để tôi sẽ rồi. Rồi ông đừng nhớ nhận thì đừng nhớ. Bình ga này cho hết ga nữa rồi. Ngửng rồi. Thịt kho. Dạ thì để đây đi, còn giờ ra đến chúng mình. Thịt kho là ông hai kho cho bà hai ăn đó, chứ ông hai là ăn tương hay sao á? Ông hai ăn tương không mà ăn? Cái giường này sao anh hả? Để cho bà hai ngủ đêm đây hả? Cái tivi của ông bác giờ để đâu nè, tôi để chỗ nè, tôi bưng cái nè. Ông chứng cái bàn gì ghế tôi để cái là rồi. Còn năm thấy ông hai gần 90 tuổi á. Hả? Không có coi đúng không? Để ngoài luôn nha. Cái người lớn tuổi á cô bác anh chị. Tiếc của lắm. Có nghĩa là cái gì không xài cũng để đó, không có bán phế liệu. Thành thử là cứ mỗi thứ chất chồng nhau, thành thử là ở trong nhà nó bề bộn lắm. Ngày hôm nay thì anh Hợp có mua một cái miếng bạc để ngày mai nè sẽ dần dùm cho ông hai luôn với bà hai. Cái miếng này bao nhiêu tiền? 200 mấy. Vậy hả? Nữa nói em gửi thêm nha.
Đồ để hết đâu. Bây giờ đồ lũ khủ hết biết dẹp vậy luôn anh hả? Nhà nhà vệ sinh là mình làm luôn nha anh Hợp nha. Dán gạch lên luôn. Do đó mình dán lên mét mấy? Chính tắc lót gạch ở dưới luôn ha. Để làm ngoài này rồi tôi dời đồ ra mới được. Không có giờ mới giờ mai phải giờ hết ông hai mới tráng gạch lên được, mới đổ đơ cát rồi lên được. Các bạn cho chú ở. Nhưng mà vậy là tôi nói với bạn chú nè. Qua đây cô chú ông này. Bây giờ làm ngoài này chơi trước đi. Ha. Ngoài này cuốn nền rồi á. Rồi ông cũng chưa có dựng ha. Thì sáng lót gạch rồi cái giờ ba cái đồ đó ra cái trống rồi. Làm một lần một hết luôn nguyên cái nền luôn, người ta tráng cho nó bằng chứ không có tráng từ từ. Ông hai phải hiểu là cái nền của mình là ngang bao nhiêu dài bao nhiêu là dọn đồ ra hết. Rồi sau đó là xây gạch lên 3 tấc đợt, rồi sau đó bơm cát vô, rồi sau đó là mới tráng gạch là hết một lần một chứ không có làm giống như cô ông hai đang làm. Là làm một lần một hết, ông hai hiểu không? Ông hai làm sợ cái nhà cầu này làm sao làm được, làm không, làm này vài làm cái nền ở ngoài này. Làm mà cho đi vệ sinh bình thường, làm đầm ông vẫn đi vệ sinh bình thường không sao. Nhưng mà ở trong thì mình làm rồi cái tôi dời đồ ra. Cái đó cũng không cần thiết, không sao. Cái vách này nữa dở ra luôn nè. Dở cái chân làm mới rồi. Dạ. Rồi cái trang tôi để trước. Cái trang này ha. Cái trang này mơ có mấy con rồi cũng làm tiếp chứ ông cũng làm không được đâu. Ông hai cũng làm đâu có nổi. Cái trang thờ cũng một hết à. Ông hai là theo đạo Câu Đài. Cái trang này cũng lâu lắm rồi, cũng mục lắm rồi. Lâu rồi. Cái này mà có điều kiện thỉnh một cái trang mới á để cho nó cứng cáp hơn. Chứ cái trang này đằng sau là mối bột ăn hết anh Hợp. Cái này là hợp với người bên Câu Đài á. Người ta đóng, người ta biết đường đóng. Rồi nay mừng không? Hồi tối ngủ được không? Được chưa? Ngủ ngon không hai? Ngủ cũng ngon. Hả? Ở tối có thỏa thẻ với bà hai là mình sắp có nhà mới không? Hả? Không. Không hả? Bà hai có hỏi ông hai là chừng nào? Có rồi, mấy giờ nói không à, chưa có. Không rồi, mấy thằng nhỏ nhỏ này nó lại nói phím không hả? Chưa thấy dở vậy trơn hả? Chừng nào làm rồi mới nói. Dạ. Nhưng mà hổng gà ông hai tin là tụi con là đến đây là khảo sát để làm nhà thiệt không hay là chỉ nói chơi thôi? Nói thiệt chứ ai mà nói chơi. Mà cái mau lẹ chậm thôi chứ. 4 ngày gì ạ? Chưa có làm, chừng làm thì nó mau. Dạ, làm khoảng 4 đến 5 ngày là xong. Và thông tin với cô bác anh chị là Bùi Hồ cũng thông qua với chính quyền địa phương của ấp và của xã hết rồi. Thì làm trên cái khuôn viên của ngôi nền cũ luôn, không có nhô ra nhô vô gì hết. Tại vì nền ông hai sao là mình sẽ làm ở trên cái khuôn viên của nền cũ, không có làm lố ra gì hết á. Có nghĩa là giống như cái nền cũ y chang. Có nghĩa là sửa lại chứ không phải là cất mới nha cô bác quý anh chị. Chuẩn bị nhà vài ngày nữa là có nhà mới rồi. Vui ông hai ơi. Vậy là khỏi dở ha. Dở không có dở, dở vách không à. Dở vách thôi. Cái nhà vẫn giữ ở góc trên là mình được. Bà hai bà nói có nhà mới mừng rồi. Bà ơi rồi, bà nói là có nhà mới là nhà mới mừng rồi. Là ông hai đỡ cực rồi. Ông hai, ví dụ mình có nhà mới người ta cho mình thêm ít tiền dưỡng già nữa, mình có đi giờ đổ vốn tiếp không? Cũng đổ làm thêm chứ cho rồi ngồi đó ăn hết thì gì ăn được. Làm thêm ha, chứ không có ăn hết hả? Làm thêm món cái gì nó văng lưới tiếp mình, làm cho nó có ăn nó dư chứ còn mình đó ăn mà không mừng thì nó bay hết thôi. Nhưng mà ông hai với bà hai là ngày ăn đâu có nhiêu đâu, ngày ăn chừng 50 ngàn gì ốm nội mua thuốc bả đi mua thuốc với tiệm chứ là mua cái 100 ngàn 50. Đâu thuốc nào cho con coi với. Thuốc rồi nè. Bà hai bị mua thuốc gì cho bà hai? Mua thuốc này nè, bả đủ thứ chứng bệnh.
Thuốc này thuốc mỡ, thuốc này nhức đầu nè. Baladon. Ừ. Trị nhức đầu. Cái này là thuốc sốt nè. Thuốc sốt. Là uống nhiêu nè. Dạ. Uống với thuốc kia. Duyên đâu à? Không biết là hợp trong phòng kia kìa. Không biết là duyên nợ sao mà ông hai với bà hai là gặp sau này, nhưng mà hai người yêu thương nhau lắm. Và cũng không biết là như thế nào, nhưng mà ông trời ông cũng không lấy đi của ai tất cả. Lấy đi của bà hai đôi mắt thì ngược lại là cho ông hai đôi mắt cực kỳ sáng quá anh chị. Đôi mắt của ông hai có thể nhìn là hơn 100 mét ông hai vẫn thấy được. Có thể sổ chỉ được đúng không ông hai? Ông hai ơi, ông hai sổ kim được không? Sổ được mà hết lâu. Đó, ông hai vẫn sổ kim được nha cô bác anh chị. 84 tuổi rồi. Bà hai thì bệnh hoạn thì ngược lại thì ông hai sức khỏe dồi dào để chăm cho bà hai. Chắc có lẽ đây là duyên được nợ từ kiếp trước, thành thử là cứ sống với nhau dù trong cái cảnh nghèo, nhưng mà ông bà vẫn đầm điếu với nhau đến thời điểm này. Ông bà đôi khi thì cái tình nghĩa vợ chồng của ông bà hoặc là cũng chú bên nói là nhầm khi con đợi con cháu thì nó hơi lâu, già với nhau mà cứ dựa nhau mà sống, nhầm khi thỏ thẻ tối còn có nhau, đúng không hai? Ừ. Nuôi bà hai bệnh hoài có bao giờ thấy nản không? Nản gì đâu, cũng vậy thôi. Ngày hôm nay thì chắc có lẽ là ông trời cũng thấy được cái tình thương của ông hai dành cho bà hai, mà cho quý mạnh thường quân thấy được cái tình cảm này để mà sửa lại ngôi nhà cho ông hai. Thì bà còn sống cho bà ăn, thì chết sau chứ đừng chết đừng có cúng tiếng cái gì nhiều, bà không ăn đâu. Còn sống mà không cho ăn, chết sao ăn được, cúng. Có nghĩa là sống thì cho ăn mà chết cúng, sống không cho ăn chết cúng kiến làm gì đúng không? Vậy chết rồi cúng làm gì con ơi. Dạ, bây giờ qua gặp bà hai tí xíu nha cô bác anh chị. Con chào bà hai. Bà hai là nghe tin mấy anh thợ lại sửa nhà thì bà hai mừng không? Mừng dữ lắm. Mừng sao nó con nghe với? Mừng cho nó gọn ghẽ, nó khỏe tắn người. Dạ. Thấy không? Dạ. Mừng là hết bệnh luôn không? Hết ạ. Hết là hết, đừng mà hết bệnh luôn á. Hết bệnh luôn hả? Ừ. Ông hai với bà hai là sống chung là bao nhiêu năm rồi? À, không nhớ con. Cũng lâu rồi mà không nhớ. Cái trí nhớ giờ. Cái đen ông hai. Dạ. Giờ cái trí nhớ giờ cũng giảm. Bà hai là 70 mấy rồi cô bác của anh chị? Ờ, lớn rồi. Không có biết gì trên. Thấy ông hai đút cháo bà hai ép quá, bà hai có giận không? Ép cho mình ăn mà giận gì con. Con thấy ông hai ép quá trời luôn. Ờ, ép ăn được. Là mọi sự sinh hoạt của bà hai đều ông hai hỗ trợ hết hả? Ờ. Ta nói bà hai hạnh phúc quá rồi. Giờ trong nhà được nhiêu con ơi. Là sao con không hiểu cô đó? Chồng già ông lo lắng cho mình vậy đó. Mình cũng thương ông nhiều á. Ăn uống cái gì ông cũng lo. Ê, hồi tối á là biết bữa nay dỡ nhà không? Không biết. Không biết hả bà hai? Không biết. Ê ơi. À, nghe dỡ nhà là mừng không? Mừng chứ, mừng cho đàng hoàng lại rằng mình ở. Từ quẩy rồi mua chai cao rồi chú bán. Mua về chai bán phế liệu. Mua lại coi. Và như vậy là cái công đoạn tiến hành dỡ nhà để lấy ngày chỉ trong một buổi sáng thôi. Và cũng giữ lại cái giường để cho ông hai và bà hai sẽ ngủ tối nay. Và ngày mai anh Hợp sẽ chuyển vật tư cát đá gì vô đây để mà tiến hành gạch nữa để tiến hành mà xây dựng. Và anh Hợp có nói là trong vòng khoảng 4 đến 5 ngày cho ông bà cụ xong. Vì làm nhà cho ông bà cụ là phải gấp rút với cô bác anh chị. Và cô bác anh chị thấy đây nè. Hả? À, kinh khủng không? Những cái tấm tôn dựng rất là tạm bợ và mục nát luôn. Thành thử là ngôi nhà này đợi thì vẫn có thể ở được đó. À, tuy nhiên thì với cái sự mà
một bên là tráng xi măng, một bên là đất á. Cô bác anh chị thấy cái ngôi nhà nó thấp nữa, nó ẩm lắm, nên là nữ là sửa được cho ông hai để cho ông bà hai có cái niềm vui ở cái tuổi già. Thì rất chân thành cảm ơn tất cả các cô bác anh chị quý mạnh thường quân rất là nhiều đã đồng hành cùng với Bùi Hồ và ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là trong những cái hoàn cảnh mà cực kỳ cần sự giúp đỡ như thế này. Ông hai nói là dù được giúp đỡ nhưng mà vẫn cố gắng làm ăn, chứ là giúp hoài ăn bao nhiêu đó cũng hết. Đó là một tín hiệu rất là vui ở những khi mà giúp những người đáng giúp hay cô bác anh chị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau, những video clip mà thay đổi cái căn nhà một nát của ông hai thành một cái căn nhà nó khang trang hiện đại hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị. Mừng.